Kính thưa quý vị các bạn thân mến, kính thưa quý vị các thính giả, thì cái phần bài viết trên sách hiếm của Trần Trọng Sĩ thì chưa hết, chưa có phần kết, cho nên hôm nay mình tìm tòi là và làm tiếp theo. Tiếp theo phần 6. Lời phi lộ của phần 6. Người da trắng đời thường chỉ muốn đồng hóa trẻ con da đỏ. Họ giao trọng trách này cho Kitô giáo và hầu hết các trường nội trú đều được điều hành bởi các master công giáo. Nhưng các tu sĩ đã làm gì trong cách đối xử với các em bé khờ khạo người da đỏ? Tiếp theo, kỳ trước bài viết này không nhằm chống lại người Kitô da trắng mà nhằm lên án chủ nghĩa Kitô da trắng. Phải phân biệt chống lại chủ nghĩa nô lệ khác với chống lại nô lệ. Cha ăn mặn, con cháu khát nước. Đã lâu lắm rồi, bụi đất phủ kín dấu vết tàn bạo của cây thánh giá trên đất Mỹ. Nhưng thỉnh thoảng có một cơn lốc mạnh thổi qua, sói tung bay lớp đất che phủ xương cốt người thổ dân, lộ ra vài bộ xương hoặc vài vết sọ, vài chiếc sọ, nhắc nhở thế giới có lương tâm rằng lịch sử như cái cây kim trong bọc, sớm hay muộn cây kim nó sẽ ló ra. Trong số này, phần thứ 5, ngụy tính rằng Thiên Chúa giáo thay Chúa làm chủ trái đất. Tiếp theo, cha ăn mặn, con khát nước. Các chính phủ đã bắt đầu nhận ra nguồn gốc của sự dối trá, bao che, tội ác, hoàng hôn của những thần tượng. Thần tượng Juni, Pedro, Sera, thần tượng Christopher Colomb. Trên báo News có một bài nhận định về sự đi xuống của công giáo Roma trên lục địa châu Mỹ, nhưng vẫn khẳng định người Latin là diện mối duy nhất giữ vững ngôi vị quán quân của giáo hoàng trên thế giới. Tuy nhiên, vẫn có những con cháu của người da màu đã biết suy tư một cách triết lý, như trường hợp anh thanh niên Carillo bỏ đạo khi vẫn còn tên, vì anh ta cho rằng tôn giáo chỉ có thể nuôi dưỡng những thế hệ ông bà của anh ta mà thôi. Anh nói: tôi bỏ đạo vì tôi nghĩ rằng người ta được nhồi sọ bằng sự sợ hãi bị trừng phạt trong hỏa ngục. Có lẽ quỷ vương mới đọa đày đến vĩnh hằng một ai đó chỉ vì người ta phạm một vài tội lỗi. Cũng theo nhận định của Vanessa Chetnut, tác giả bài báo, thì vào năm 2005 có 70% dân Mỹ gốc Latin theo Roma. Nhưng theo Roma giáo, nhưng vào năm 2015 chỉ còn lại 57%. Con số này ngày càng đi xuống, nên khi Donald Trump muốn xây bức tường biên giới ở Mexico, người đầu tiên phản đối quyết định của Trump chính là giáo hoàng Francisco. Ngài đã hằng học bắt Trump bắn Trump một câu xanh rờn: một người chỉ nghĩ đến xây tường và không chịu xây cầu không phải là người Kitô. Ý định của giáo hoàng là cần có người công giáo di dân sang Mỹ, duy trì số giáo dân tại Hoa Kỳ thật cao, mới tạo được sức ép quan trọng đối với thế giới. 1 triệu con chiên công giáo tại Mỹ, châu Latin không bằng 100.000 giáo dân công giáo tại Hoa Kỳ. Báo OBS của Pháp giật một tích lớn về sự xưng thú tội lỗi của giáo hoàng Jean Paul đệ nhị. Năm 2000, lời xin lỗi lớn của giáo hội công giáo Roma với những lời lẽ cay đắng của hồng y Roger Atencare, chủ tịch hội đồng Vatican năm 2000 như sau:
Nếu giáo hội ngoái nhìn quá khứ một cách xấu hổ là để có thể đối diện tốt hơn với hiện tại và dứt khoát vững tiến vào thiên niên kỷ mới. Thân thể của giáo hội đã đầy những vết sẹo, cho nên giáo hoàng xin lỗi những lỗi lầm trong quá khứ và trong hiện tại của đàn con mình. Giáo hội luôn xin lỗi, mỗi lần xin lỗi là để có thể đối diện tốt hơn với hiện tại và tiếp tục ghi đen thêm vào lịch sử trong tương lai. Từ khi Gian Paolo đệ nhị xưng thú đến ngày nay đã 20 năm. Càng ngày các chủ chăn càng phạm những tội ác không thể tha thứ, tội ấu dâm và hiếp dâm các bà sơ vì không nằm trong danh sách của Gian Paolo đệ nhị, nên nó lạm phát và lan tràn đến nỗi giáo hoàng Benedict thứ 16 chỉ còn cách từ nhiệm và Francisco thì đành chỉ biết thú nhận và đổ lỗi cho Satan. Giáo hoàng Gian Paolo đệ nhị có một danh ngôn, một lời biện hộ còn tệ hơn cả một lời dối trá, vì lời biện hộ là một lời dối trá được bảo vệ. Tôi xin thêm vào lời của vị giáo hoàng được tôn thánh ấy ý tưởng thế này: một lời nhận lỗi còn tệ hơn là lời biện hộ, vì lời nhận lỗi không có hành động sửa chữa đi kèm là lời dối trá không cần được biện hộ. Cứ lấy câu nói trước danh của Nguyễn Văn Thiệu về cộng sản mà đổi thành công giáo thì không có gì chuẩn hơn. Thật hơn đừng nghe những gì công giáo nói mà hãy nhìn kỹ những gì công giáo làm. Công giáo trưng bày gian hàng nhân ái, lòng Chúa thương xót, hào nhoáng trong tủ kính bóng loáng, thì phía sau sự thật là cướp của, tàn sát và diệt chủng. Công giáo trưng bày gian hàng nhân quyền, hòa bình, liên tôn trong tủ kính đầy đèn hoa, thì phía sau là nô lệ được đãi gia mạo, ngược đãi gia mạo, chiến tranh và tiêu diệt khác văn hóa. Cứ thế hễ công giáo nói điều gì, hãy nhìn vào thực tế luôn có sự trái ngược. Các chính phủ đã bắt đầu nhận ra nguồn gốc của sự dối trá, bao che, tội ác. Từ lâu, tội ác của Kitô giáo chỉ được các học giả hay các tổ chức nhân quyền lên án. Gần đây, sự vụ đã lên đến cấp lãnh đạo quốc gia. Tổng thống Mexico, ông Andrés Manuel Obrador, đã gửi thư yêu cầu vua Tây Ban Nha và giáo hoàng phải đưa ra lời xin lỗi về tội ác mà giáo hội và vương quốc này đã gây ra cho thổ dân Mỹ. Giáo hoàng không trả lời, và theo phát ngôn viên của tòa thánh thì ngài đã ngỏ lời xin lỗi rất nhiều lần, một lần ở Mexico và lần khác tại ở Bolivia. Gian Paolo đệ nhị trước khi tổng xưng thú đã từng đưa ra lời xin lỗi về các tội ác của giáo hoàng trong thời thực dân tại Nam Mỹ vào năm 1992. Khi ông viếng thăm nước Cộng hòa Dominican, hai công cụ gây ác thập giá và lưỡi gươm chẳng phải một mình linh mục Trần Tâm Tĩnh tìm ra. Tổng thống Mỹ Tây Cơ cũng đưa ra hai hình ảnh này trong lời tố cáo của ông: tôi gửi một lá thư đến vua Tây Ban Nha và một lá khác đến giáo hoàng để cho những lạm dụng được mọi người biết và nhận một lời xin lỗi có thể được đưa đến những dân tộc bản địa đối với những bạo hành mà ngày nay chúng ta gọi là nhân quyền. Ông Obrador nói: có những vụ tàn sát, cái gọi là cuộc chinh phục được thực hiện với lưỡi gươm và thập giá. Chúng nâng cấp những ngôi nhà thờ lên hàng đền thờ cao bậc nhất. Không có những chứng cứ hiển nhiên của lịch sử thì không ai có thể bắt buộc được giáo hoàng Francisco phải cúi đầu mà thú nhận rằng tôi cũng sẽ nói, và ở đây tôi muốn hoàn toàn rõ ràng cũng như thánh Gian Paolo đệ nhị rằng tôi khiêm tốn cầu xin sự tha thứ không chỉ cho những tội lỗi của chính giáo hội mà còn cho những tội ác đã gây ra đối với các dân tộc bản địa trong cái gọi là chinh phục châu Mỹ. Lời xin lỗi của Francisco mang bốn ý nghĩa:
lỗi do chính công giáo Roma, cơ quan cầm đầu, xúi dục. Lỗi của các đế quốc văn minh, da trắng, một tập thể văn minh, vật chất được nuôi dưỡng hàng nghìn năm bằng bình sữa, thánh kinh, Kitô giáo. Lên án cuộc chinh phục vốn thực chất là cướp đất, cướp nước trắng trợn bằng cụm từ cái gọi là cuộc chinh phục châu Mỹ. Nơi nào súng canon, nhờ đó cây thánh giá đi trước, thì thực chất đó là thực dân xâm lược, cướp bóc và diệt chủng. Cho dù có xưng tội, xin lỗi thế nào, Kitô giáo vẫn là con thú săn thịt. Có nhốt nó vào sở thú để nó không cắn giết bừa bãi nữa thì vẫn phải cho nó ăn thịt sống. Ngày nay Kitô giáo vẫn giết gần cả triệu người tại Rwanda, ấu dâm khắp thế giới, là minh chứng của lời nói, lời tôi nói. Cứ nhìn vào đất nước Việt Nam, từ khi Kitô giáo xuất hiện đến nay, nó đem lại gì cho đất nước ngoài lừa gạt, gây chia rẽ và chiến tranh? Đến Hoa Kỳ mà họ còn sợ các trường học, nhà thương, trại tế bần do công giáo xây trên đất Mỹ trong thời kỳ trước cuộc Nam Bắc chiến tranh, cho đó là công cụ xâm lăng gây chia rẽ nội bộ của Hoa Kỳ đang còn yếu kém trong những bước đầu lập quốc. Đừng nói chúng ta chỉ có là một biểu tiểu quốc nhỏ bé. Tổng thống Bolivia Evo Morales, người luôn nghiêm khắc công kích giáo hội La Mã, tuy rất hoan nghênh sự cởi mở của giáo hoàng Francisco khi giáo hoàng đến Santa Cruz vào năm 2015, Evo Morales đã bình luận về những tuyên bố của giáo hoàng rằng ngài ấy nói để mà nói thôi, chả có một cái gì cụ thể cả. Thủ tướng Canada vốn là một giáo dân công giáo, nhưng ông đã công khai yêu cầu giáo hội xin lỗi thổ dân Canada do tội ác mà những nam nữ tu sĩ công giáo Roma đã gây ra, đặc biệt là đối với trẻ em da màu bị bạo hành trong các trường học công giáo dưới danh nghĩa tình yêu của Thiên Chúa. Trẻ em da màu bị bắt cóc, bị nhét vào các trường dòng nội trú do các bà sơ điều hành. Tại đây các em bị đánh đập, sờ mó, hiếp dâm, tra tấn bằng ghế điện tự chế, bị phó mặc hoặc bị bỏ rơi sau khi không còn lợi dụng được nữa, có khi bị giết và chôn trong những hố chôn tập thể. Hệ thống trường nội trú này được nhà nước Canada bảo trợ tính theo số đầu người. Vì vậy việc gia tăng dân số trong các trường này đồng nghĩa với gia tăng thu nhập. Ta có thể thấy rõ mục đích khai hóa văn minh của người da trắng khi cố tình làm cho các dân tộc da màu yếu kém quên đi nguồn gốc văn hóa của họ. Qua sự phát biểu của Albert Sautard, hiệu trưởng của một trường học tại Canada, rằng mục đích của các trường dòng nội trú là để thay đổi cách tư duy của trẻ con da đỏ. Nói cách khác, bởi vì chúng phải sống với người da trắng nên chúng bắt buộc phải bắt đầu suy nghĩ như người da trắng. Người da trắng đời thường chỉ muốn đồng hóa trẻ con da đỏ. Họ giao trọng trách này cho Kitô giáo, và hầu hết các trường nội trú đều được điều hành bởi các ma sơ công giáo. Nhưng các nữ tu đã làm gì trong cách đối xử với các em bé khờ khạo người da đỏ? Tại Canada có 130 trường nội trú mở cửa hoạt động từ giữa thế kỷ 19 đến năm 1996. Ước tính có khoảng 150.000 trẻ em thổ dân bị bắt rời khỏi gia đình và được đưa đi đến tại các trường nội trú trong thời kỳ này. Các trường nội trú được tài trợ bởi chính phủ Canada và được các nhóm giáo hội điều hành, bao gồm giáo hội công giáo. Tại trường, trẻ em thường bị cấm không được nói bất kỳ tiếng gì khác ngoài Anh ngữ Saburin. Còn nhớ mình bị bắt gặp đang trao đổi vài lời bằng tiếng địa phương với người chị em họ học cùng trường. Cô kể cả hai chị em gái bị nắm tóc kéo vào phòng tắm. Tại đây các bà sơ đã rửa miệng cho các cô bằng xà phòng. Một bà sống sót tại các trường học này đã hơn 60 tuổi, vẫn rất tin vào Chúa,
phát biểu như sau. Knopfworth nói rằng bà không lên án Thiên Chúa, Chúa cũng là nạn nhân y hệt như tôi. Ngài được sử dụng để bắt tôi đến đó, và Ngài cũng được sử dụng để tra tấn tôi. Không một ngày nào tôi không phải đến một nơi nào mà mình không bị đánh đập. Đọc những lời trên, dù không phải là dân da đỏ, tôi cũng rướm lệ. Vậy mà những người Việt Nam đeo thánh giá lại có thể nhẫn tâm cầm súng của người Pháp để tàn hại dân mình. Cùng người đàn bà tên Format, một báo khác đã tường trình như sau. Nay đã 61 tuổi, Comas trải qua hầu hết cuộc đời học sinh của mình bằng những năm tháng khủng khiếp khi học tại trường Anna, được điều hành bởi các sơ công giáo Oblates. Trường được xây dựng từ năm 1906. Trẻ con học trường này hàng ngày bị ngược đãi, đánh đập và thiếu dinh dưỡng. Học sinh nuôi sống trong sự sợ hãi hình phạt, phải ngồi ghế điện tự chế. Comas bị cưỡng bức tình dục tại trường, là một trong 139 trường nội trú dành cho da đỏ được xây dựng từ giữa năm 1800 đến năm 1996. Gần 150.000 trẻ em bản địa, trẻ lai và trẻ em gốc autochthon bị cưỡng chế khỏi gia đình, họ hàng và làng xóm để đưa đến học tập trong các trường do nhà nước tài trợ, giáo hội điều hành, nhằm mục đích tẩy não chúng khỏi dòng gốc giống của chúng, khiến chúng phải thích nghi vào đất nước Canada, thực dân Kitô giáo. Bên dưới là tượng Chúa Giêsu tại Mississauga, Canada, bị tạc sơn đen. Tác giả vụ tạc sơn đã bị bắt, nhưng hình phạt $5,000. Nhưng sự kiện này cho thấy lòng thù hận đối với Kitô giáo đang dâng cao tại các quốc gia theo đeo thập giá. Canada nổi tiếng là quốc gia hòa bình, an ninh và người dân nơi đây rất hiền hòa, nhưng khi cần họ vẫn dám khạc nhổ vào tội ác được thờ phụng hoàng hôn của những thần tượng. Năm 2020 là năm đánh dấu những biến cố trầm trọng báo hiệu cho sự đi xuống của Kitô giáo, đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Hoa Kỳ dẫn đầu về niềm tin vào Chúa Kitô được đương kim Tổng thống Donald Trump không ngừng bê rê nhắc qua câu nói người dân thờ lạy Thiên Chúa. Chẳng ai thờ lạy nhà nước cả, khiến dân Mỹ gốc Việt theo Kitô giáo sướng muốn bay bổng lên mây. Chỉ cần câu nói này, dân Việt Kitô giáo sẵn sàng chết vì Trung, kể cả người dân ở Việt Nam. Không thể phủ nhận vị thế vô địch của Kitô giáo vẫn đang dẫn đầu về đức tin. Chừng nào mà cường quốc số một thế giới còn ủng hộ đạo Chúa như xưa kia thì từng được đế quốc Roma phò tá. Chúa được cho là có những quyền năng siêu việt, nhưng sống lại sau khi vụ thụ án tử, sau đó bay về trời. Maria được cho là thụ thai Chúa từ một thần linh và sau khi chết cũng bay về trời. Kitô giáo viết hàng triệu câu chuyện về phép lạ của Chúa, những chuyện không ai có thể kiểm chứng được. Ngay Alexander Roth cũng khoe là tự mình làm phép vào những chum nước và giáo dân Việt Nam. Trong những làng tân tòng, dùng nước ấy cứu sống được ngay cả người chết đã bay mùi hôi. Nhưng riêng ông khi bị cảm thì lại ra tiệm thuốc bắc mua thuốc. Tôi đã viết nhiều về phép lạ của Kitô giáo trong bài Đức Mẹ Maria, ở đây không bàn nhiều. Nhưng vụ đại dịch Covid-19 này là lúc mà Kitô giáo cần phô bày phép lạ nhiều nhất, thì họ lại chết như ruồi. Chết vô địch nhất trên thế giới, đến nỗi trên bục lãnh giải quán quân Mỹ, Brazil và Mễ Tây Cơ, ba nước đầu bảng đều là ba nước tôn thờ Giêsu cuồng tín nhất. Thật ra họ cũng làm phép di chuyển cây thánh giá San Sacrament đi khắp đường phố và đưa lên cả phi cơ
để cầu Chúa ban phước. Họ rất tin vào cây thánh giá này, nhìn rất đẹp. Nó có kính chiếu yêu ở chính giữa và hình mặt trời tỏa ra nhiều tia xung quanh. Khổ cái mấy con virus chẳng thèm liếc cho thánh giá một cái. Chúng mạnh hơn, quyền năng hơn của Thiên Chúa. Mà điều đặc biệt là chúng nó có vẻ như ưa ăn thịt giáo dân hơn là thịt ngoại đạo. Nói thật, nếu tôi là dân theo đạo, tôi cõi ngay cây thập giá ra khỏi cổ, đợi qua khỏi cơn dịch đeo lại cũng không sao. Biết đâu còn corona này nó ghét người Kitô giáo, thật thì bỏ mẹ. Đây là trường hợp đúng nhất để áp dụng cách đánh cuộc tâm kinh mà Pascal đã đề nghị. Nói thật, tôi cũng mong Chúa ban phúc để sớm chấm dứt đại dịch này. Cho dù sau đó thì sách báo Kitô sẽ khoe ầm lên rằng Chúa đã cứu nhân loại qua cơn đại dịch, nhưng cho đến nay thì tình trạng có vẻ như đang tồi tệ hơn. Nước Pháp và Tây Ban Nha đang đối diện với làn sóng dịch thứ hai, và Việt Nam đã có hơn 10 người tử vong. Còn Mỹ và Brazil thì khỏi nói, cộng thêm Mexico đang leo lên hạng 3 với tỷ số hơn 51.000 người. Qua mặt cả Anh, Tổng thống Trump khiêu khích cả thế giới gây chiến kinh tế với tất cả các nước, kể cả đồng minh. Nhưng gặp anh Covid-19, đại khắc tinh của Trung, Trung bắt đầu ngấm đòn và điều hành nước Mỹ một cách lạng hoàng. Hôm nay nói không đeo khẩu trang, hôm sau lại hô hào đeo khẩu trang. Là yêu nước, tỷ số ủng hộ Trung trước khi có dịch Covid luôn thắng vượt. Nay ở bất cứ cuộc thăm dò nào, Trung cũng thua ứng cử viên dân chủ Joe Biden. Nước Mỹ cần lãnh tụ trẻ hơn hai ông này. Chẳng lẽ một đất nước hùng cường như Hoa Kỳ lại đưa số phận mình vào tay của hai ông già trên 70 tuổi sao? Nếu trong bài trận này, người được Thiên Chúa gửi xuống để cứu dân Mỹ sẽ làm sao giữ gìn thể diện của Chúa đây? Trận đại dịch Corona khiến cho những bước chân chính trị của Trump trở nên phiêu lưu, mất định hướng. Trump quản lý vụ cái đầu gối trên cằm cổ người Mỹ da đen rất loi một cách vụng về, kéo theo phong trào Black Lives Matter bạo loạn bùng lên gần khắp nước Mỹ. Người Mỹ da màu đồng loạt nổi dậy đập phá thần tượng Christopher Columbus, từ lâu mà niềm hãnh diện của công giáo và nước Mỹ. Phong trào này kéo thêm dân Mỹ bản địa vào cuộc, vì họ căm thù lũ người da trắng từ Âu Châu qua bắt họ làm nô lệ đã năm thế kỷ. Hai giống da màu, dù đen hay đỏ, đều là nạn nhân của Kitô giáo da trắng. Tượng thánh Giuseppe Junipero Serra, tiêu biểu cho công giáo Roma vùng California, bị giật cổ xuống đất. Đây là cú tát trời giáng vào mặt công giáo da vàng tại Mỹ. Việc Catholic News liên tục đăng tin về những vụ đốt nhà thờ, giật tượng thánh, chặt đầu Giêsu, tạc sơn mẹ Maria, có lẽ chưa bao giờ công giáo chịu nhục thảm khốc như thế này. Nhất là những vụ chặt đầu Chúa, đốt nhà thờ, đốt thánh kinh xảy ra trên chính đất Mỹ chứ không phải tại Trung Quốc. Quả thật là một đòn đau. Muốn xem tình trạng xuống cấp của Kitô giáo, tôi không cần tìm kiếm đâu xa, cứ lên kênh YouTube Việt Catholic News thì có thể tổng quan được mọi tình huống. Mình xin ngắt một chút xíu chỗ này. Trên cái kênh Việt Catholic News, những cái người mà dẫn chương trình ở đây toàn là những người công giáo, mà hình như là những con người rất là cuồng tín đối với tôn giáo của mình. Nhưng để ý, các bạn để ý những cái MC đứng lên nói giống như là người ngoại đạo, mà thấy thích thú khi được những cái tin giật gân, những tin sốc về Thiên Chúa giáo, ví dụ như là 1.000 mấy trăm nhà thờ rêu rao bán, rồi nhà giáo hoàng, những linh mục
lạm dụng tình dục. Họ nói một vẻ mặt tươi cười tươi tắn, rất là sinh động, biểu đạt biểu cảm rất là khoái chí, họ rất là thoải mái, họ nói một cách thẳng thừng, không có e dè và cũng chẳng có gì gọi là sợ bị Chúa trừng phạt hay là giáo hoàng nói này nói kia gì cả. Họ rất là thích thú. Đó là những cái MC mình thấy đưa thông tin nhưng mà thái độ rất là tuyệt vời. Các bạn thông tin thì các bạn cứ nên để ý những cái người MC dẫn chương trình, họ nói và nhìn cái sắc mặt của họ thì các bạn có thể biết được. Việc Catholic News mà tiếp theo bức xúc đến nỗi đã mệnh danh là ra nghĩa tiếng Việt là bọn lưu manh, mệnh danh là BLM, có nghĩa là bọn lưu manh. Cách xử lý vấn đề của Việt Catholic News là châm đầu dầu vào lửa thì đã đành, vì đây là một cơ quan thông tin một chiều, vật thụ tạo của một bộ máy tuyên truyền Vatican. Nhưng Donald Trump không nên luôn đứng vào cương vị của một sứ giả riêng cho giáo triều La Mã. Điều này sẽ khiến lịch sử phê phán ông. Ông đang lãnh đạo một đất nước đa văn hóa và đa chủng tộc, không thể để mình bị lợi dụng làm công cụ cho kẻ khác. Cho dẫu sự liên minh ấy có đem lại đôi ba lợi ích nhỏ nhặt nhất thời, cũng may kênh Việt Catholic News chỉ lưu truyền trong giới người Việt, không lọt vào tai dân da đen hay da màu. Nếu không, tôi không tin rằng kênh này được để yên, mà nó còn có tác hại ngược chiều cho toàn thể dân gốc Việt. Trong bối cảnh nước Mỹ loạn như cào cào và dịch bệnh lây lan chóng mặt, do sự quản lý của một vị tổng thống trở nên tồi dở chỉ vì mọi mưu toan tính toán xoay quanh các gói xây tranh cử, dĩ nhiên ai cũng lo ngại cho tình hình thế giới, nhất là người Việt Nam quan tâm đến đất nước, lo sợ Trung Quốc sẽ thừa cơ uy hiếp Biển Đông. Làm sao mà không mong bạo loạn được giải quyết trong ôn hòa, dịch bệnh được kiểm soát để chính cuộc sống của mọi người, trong đó có mình, đều cùng được giải phóng. Donald Trump đã luôn tuyên bố theo kiểu thần quyền, nhưng nước Mỹ đa số dân Latin, dân tin lành, không thể chấp nhận thần quyền theo cung cách Roma của ông. Thần tượng Junipero Serra. Nhưng Junipero Serra là ai? Theo thông tin Công giáo, đây là vị thánh đã đem lại văn minh, tình thương và sự no ấm phồn thịnh cho vùng California. Như chúng ta đã từng biết, ai được Công giáo phong thánh hay phong chân phước đều thông thường là những kẻ hại dân hại nước, có nợ máu với các dân tộc bản địa. Điển hình là 117 thánh tự đạo tại Việt Nam, đa số là những kẻ phản quốc, làm tay sai, làm gián điệp cho thực dân xâm lăng. Nơi nào có gián điệp cho các đế quốc Kitô da trắng, nơi đó đều có thánh tự đạo. Mà bước chân xâm lăng của giáo hội không nơi nào không có. Vì đức hiếu sinh của tạo hóa, tôi mong rằng đừng ai phong thánh tự đạo cho bất kỳ ai cả. Thánh tự đạo Quách Thị Trang hay các em bé gia đình Phật tử chết tại Đài Phát Thanh Huế năm 1963 là việc cực chẳng đã. Phật giáo tôn thánh họ để tri ân chứ không phong, và không trông mong Phật tử chết vì đạo bao giờ. Khi cần phải bảo vệ đạo, chính sư sãi dấn thân từ thiêu mình làm đuốc sáng, chính họ chịu tù đầy và đối mặt với họng súng, với hàng rào kẽm gai. Họ không xúi dục tín đồ chết cho mình rồi phong thánh cho tín đồ để dụ dỗ hy sinh. Đạo Phật không chủ trương gây thù chuốc oán, bành trướng thế quyền hay giáo quyền, cũng chẳng trông mong làm quốc đạo hay quốc giáo, mà chỉ mong đóng góp vào cơ đồ của dân tộc trong khả năng và trong chừng mực có thể, luôn chịu lép, chịu nhịn. Ngay cả khi bị dao kề cổ thì lấy đâu ra kẻ thù để cần có người bảo vệ đạo. Phong thánh hay thả chim phóng sanh
đều có chung một hậu quả, đó là sẽ có nhiều chim bị bắt và nhiều người bị giết hơn. Nếu Junipero Serra không được phong chăn phước và phong thánh, có lẽ chả ai biết đến, chả ai chết thêm vì cái tên của mình. Đằng này chỉ vì cái danh thánh mà sinh lắm thị phi bạo loạn, có ích gì cho xã hội? Tôi không quan tâm đến việc Junipero Serra đáng được phong thánh hay không. Có phong cho ông ấy là thượng đế cũng chả có gì thay đổi. Đạo Chúa có quá nhiều thánh, không ông này sẽ có ông khác. Ngay tên sát nhân Ammonius và tổng giám mục Cyriller của thành Alexandria, xem phần nữ sĩ Hypatia mà cũng được phong thánh, thì nội hàm của từ thánh trong văn hóa Kitô chả có gì giá trị. Nói thật, nếu trời đất dung gian, trời bất dung gian đảng ngớ ngẩn đi, xui trúng phải tôi, người ta đem tôi tạc tượng gần bên mẹ Teresa Auckland, thì tôi sẽ tự mình đến nơi ấy lấy sơn đang trét vào mặt mình để người ta không biết kẻ đứng bên cạnh Teresa là ai. Thánh là một vị, là tôn vị qua nhiều thế hệ do người dân tự cảm tự tôn mà thành, và gần như không mong một ai phản đối như Trần Hưng Đạo của Việt Nam, Mahatma Gandhi của Ấn Độ, Hoàng Thánh Đế Quân trong của Trung Hoa. Không ai có quyền phong thánh cho ai cả, mà do đức độ, phong cách, sự dũng cảm của người ấy chinh phục được nhân tâm, khiến họ tôn thạch thánh, hoặc thậm chí vì mê tín mà người ta lạy thánh này thánh nọ, từ như Tề Thiên Đại Thánh, cũng vẫn không sao. Đằng này, thánh Serra của Công giáo phải cưỡng chế phong tặng, bất chấp biết bao nhiêu người Mỹ bản địa phản đối. Nữ ký giả Seren Marison Meraji viết một tích châm biếm trên NPR National Public Radio về Junipero Serra trước ngày được phong thánh cứu rỗi hay côn đồ. Câu chuyện phức tạp về vị thánh sắp tới của giáo hoàng Francisco Xavier. Bà phỏng vấn ý kiến một con chiên ngoan đạo, anh ta đã thổ lộ như sau: Vincent Median, 28 tuổi, trợ lý giám đốc bảo tàng Viện Mission Donarat nổi tiếng của San Francisco, đây là một bảo tàng viện công giáo rất sùng đạo, cho biết mọi người đã bị bắt làm nô lệ trong các cuộc truyền giáo. Họ sẽ bị đánh đòn nếu họ nói ngôn ngữ của họ. Nếu họ cố gắng trốn thoát, họ sẽ bị bắt trở lại, bị đánh đập, bị trừng phạt, bị giữ trong những nhà kho, nơi mà người đều mắc bệnh. Đó là những nơi kinh khủng không thể ở. Mặc dù Seren Marison Meraji cũng phỏng vấn vài người gốc thổ dân có nhiệm thiện cảm với Junipero Serra, nhưng đa số phản đối việc phong thánh cho ông linh mục này. Tuy nhiên, giáo hoàng Francisco không vì vậy mà lùi bước. Một nữ ký giả khác, Emma Grant, đã viết tin báo The Atlantic như sau: Một người Mỹ bản địa và là giáo sư văn học tại Đại học Washington và Đại học Lee nói với The New York Times hồi đầu năm nay rằng Serra không đem Kitô giáo đến cho chúng tôi, ông ấy đã áp đặt nó, không cho chúng tôi quyền lựa chọn, ông ấy đã gây thiệt hại khôn lường cho cả một nền văn hóa. Có lẽ nên mời giáo sư Deborah Miranda giảng giải cho người Việt Nam biết thế nào là thiệt hại khôn lường cho một nền văn hóa. Deborah Miranda, người gốc thổ dân Mỹ Châu, có trình độ giáo sư đại học, nói, viết và giảng dạy tiếng Anh tại Đại học Washington và Đại học Lee
lại không thể đọc được những gì mà tổ tiên mình để lại, không thể sống trong không khí văn hóa và truyền thống của cha ông. Đây là một niềm đau văn hóa. Nhưng ít ra ông biết giơ tay tố cáo Junipero Serra là kẻ sát nhân văn hóa, là tội đồ diệt chủng. Ông dám nói cho đồng bào ông biết kẻ mà họ tôn thờ chính là kẻ đã tru diệt tổ tiên của họ. Chỉ cần chút căn bản suy tư có văn hóa, ai cũng phải biết mục đích của bọn người Kitô da trắng đến Mỹ Châu lúc đầu gặp là người giết người bản địa như săn thú. Sau khi De Las Casas, tên thầy dòng, làm tuyên ý trong đoàn quân sang Mỹ Châu, tuyên bố rằng không nên giết người bản địa mà hãy cứu rỗi họ, nhưng tôi đã trình bày ở trên. Và từ đó đến nay, người da đỏ bị biến thành một trại chăn nuôi gia súc mặc cho người da trắng khai thác và cứu rỗi. Một khách quan Hamas nói rất rõ ràng, sức lao động của người nô lệ là vốn tích lũy kích thích sự sinh sản ra nền kỹ nghệ của tư bản chủ nghĩa. Cũng nên phân biệt rõ tội ác của da trắng Bắc Mỹ Tin Lành so với tội ác của da trắng Nam Mỹ Công giáo. Tin Lành đa số là tù nhân của Anh bị đi đày, hoặc là nạn nhân bị Công giáo ruồng bỏ tại Âu Châu trốn sang Bắc Mỹ, cũng chỉ với mục đích sống còn. Còn da trắng Công giáo theo chân Kha Luân Bố là để cướp của, cướp nước, buôn bán nô lệ, khai thác vàng, diệt chủng, tàn sát, nên vẫn là tội ác, nhưng khinh trọng không giống nhau. Tôi hú vía cho dân Việt Nam và cảm ơn ngọn cờ chiến thắng Điện Biên Phủ vô cùng. Nhờ đó, ngày hôm nay tôi còn nói được tiếng Việt. Phải chi tôi được viết bằng chữ nôm như cụ Nguyễn Du viết truyện Kiều nữa thì tuyệt vời hơn gấp bội. Chữ Latin với tôi là một sự thiệt hại và mất mát, như giáo sư Domarat Miranda nhận định. Người Nhật, Hàn, Trung Quốc, họ có thua gì chúng ta đâu. Dù họ không hề có chữ viết Latin, đặc biệt người Nhật vẫn sử dụng rất nhiều chữ Hán, có ai dám nói là họ là Hán nô đâu. Và cũng chả nghe người Nhật nào đòi thoát Trung nô, hô hào thay Nhật ngữ đầy Hán tích ra Latin cả. Tất cả mọi vận động suy tôn Latin ở Việt Nam đều nằm trong kế sách muốn diệt sạch văn hóa gốc của người Việt. Thật ra sử dụng Latin theo một số nhận định là một nhu cầu tiến bộ của nhân loại, tự như ăn mặc theo Âu phục, đi ô tô, xài điện thoại di động. Nhưng chúng ta khó có thể chấp nhận được hình ảnh của những tín đồ của tiện nghi vật chất ngày càng ngày mặc Âu phục, sử dụng điện thoại để kiếm ăn, đêm về cởi bộ Âu phục và chiếc điện thoại ra trên trầm đặt lên bàn thờ tổ tiên, rồi cả gia đình xúm nhau hì hụp quái lại. Họ thờ cúng như vậy chả nói làm gì, vì đó là tự do tín ngưỡng của họ. Đằng này họ đem tư duy mê tín ấy vào giảng tại trường đại học, như ông giáo sư Nguyễn Đăng Hưng nọ mua chùa các quan chức cấp cao nhà nước để cùng nhau truyền bá tín ngưỡng ấy ra xã hội, cùng nhau thờ lại Alexander Rhodes. Đây mới là điều khó hiểu cho não bộ bệnh hoạn xem phương tiện là cứu rỗi linh thiêng. Mình xin tới đây xin tạm dừng ở đây, mình làm ít thôi để người nghe nó khỏi cả bị chán. Xin mời các bạn xem tiếp, nghe tiếp cái phần thứ hai trong cái phần thứ thứ bảy. Phần này phần thứ sáu, thì phần tiếp theo này phần thứ bảy. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe.